xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý khán giả những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội lúc 16:30 chiều ngày 7/8/2020. Những hình ảnh rất nhộn nhịp du khách tới tham quan. Chiều nay em Việt cháu Việt sẽ mời quý khán giả cùng em Việt đi một vòng từ chùa Trấn Quốc qua tới cầu Long Biên, các tiếp tục chạy về chùa Trấn Quốc. Từ trưa tới giờ thủ đô Hà Nội nắng nóng như vậy các bạn, nhiệt độ rất là oi. Mời quý khán giả cùng em Việt đi một vòng từ đường Thanh Niên qua tới cầu Long Biên, cảm nhận không khí buổi chiều oi nóng tại thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 34 độ C, rất nóng quý vị và các bạn. Các bạn sẽ tranh thủ đi lại những hình ảnh bên Hồ Tây. Quý vị và các bạn tới kênh của em Việt Cháu Việt, hãy tặng em Việt Cháu Việt một like và khi tham gia bắt đầu đến kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn rất nhiều. Tuyến đường Thanh Niên thì rất nhộn nhịp các phương tiện. Rất đông các bạn trẻ vào đây để ghi hình buổi chiều hoàng hôn. Và tại được thấy số bạn trẻ đang nhìn lại những hình ảnh thủ đô Hà Nội sắp mưa rồi. Quý vị và các bạn thấy bầu trời sáng xịt ở bên Hồ Tây. Rất xa các bạn trẻ đang chuẩn bị những bó hoa để đi lại những hình ảnh. Việt thấy năm sau anh đang là quê với một em. Quý cô chú chị và các bạn xem được những hình ảnh mùa thu oi nóng đang em Việt có Việt là Hà Nội có những ngày bước sang thu rồi. Thank you.
kiểu mẫu gì đó các bạn. Các bạn trẻ ở các nơi ở đất nước Việt Nam nếu đi du lịch thủ đô Hà Nội để đi mùa này chụp hình rất đẹp. Ở đây tốt du khách nước ngoài. Đây. Em Việt đang ở ngã ba phố Nguyễn Đình Thi và đường Thanh Niên. Hình ảnh trên của đường Thanh Niên. Đông các bạn trẻ ghi lại những hình ảnh. Thank you.
cột và tuyến phố Hàng Tín. Yeah.